Vòng đấu mở màn lượt về V-League 2017 đã diễn ra với sự bùng nổ của các tân binh, cùng với đó là những bất ngờ lớn trên các sân cỏ. Giữa tuần này, vòng 15 sẽ tiếp tục diễn ra với những trận cầu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin trước vòng đấu trên kênh TTS Media. Sông Lam Nghệ An trước cuộc hành quân khó khăn trên sân vận động Tam Kỳ. SHB Đà Nẵng tập trung trước cuộc đấu với đương kim vô địch Hà Nội. Sổ số kiến thiết Cần Thơ với quyết tâm trả món nợ lượt đi trước Hoàng Anh Gia Lai. Thất bại ở vòng đấu trước khiến đội bóng xứ Tây Đô tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Những khó khăn liên tiếp xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo khi 3 vòng đấu gần nhất trên sân nhà họ không thể có được chiến thắng. Nếu như không thể có được 3 điểm trên sân nhà ở cuộc đối đầu sắp tới khi tiếp đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thì tấm vé xuống chơi ở hạng nhất năm sau sẽ trở nên gần hơn bao giờ hết với sổ số kiến thiết Cần Thơ. Các cầu thủ trẻ phố núi với mùa giải thứ 3 xuất hiện tại V-League đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét khi họ liên tục có được những kết quả tốt với những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Tuyến giữa có Tuấn Anh trở lại, cùng với đó là sự xuất hiện của tân binh Mota ở hàng phòng ngự đã mang đến sự tươi mới cho đội hình Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc đối đầu tại Cần Thơ sắp tới chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tấn sẽ hướng đến một chiến thắng trước đội chủ nhà. Trận đấu giữa sổ số kiến thiết Cần Thơ và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Bất ngờ đánh bại Sana Khánh Hòa trong chuyến làm khách tại vòng 14 và đoạt lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Quảng Nam đã có sự khởi đầu lượt về không thể tuyệt vời hơn khi hàng công họ với bộ ba Claudice, Nguyễn Trung Đại Dương và Đinh Thanh Trung đã kết nối với nhau rất tốt. Rõ ràng trong cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An sắp tới, thay cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là những người được đánh giá cao hơn. Nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối và chỉ có một điểm tại vòng đấu trước khiến Sông Lam Nghệ An rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách sắp tới tại sân vận động Tam Kỳ chắc chắn sẽ không dễ dàng cho họ khi đội chủ nhà đang có phong độ tốt. Trận đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Tại trong chuyến làm khách đến thủ đô khiến thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rơi vào tình thế khó khăn. Ở vòng 15, họ sẽ không có được sự phục vụ của anh hùng do chấn thương. Tuy nhiên tại vòng đấu này, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ đứng cuối bảng xếp hạng Long An. 5 điểm có được sau 14 vòng đấu tại V-League 2017 là một kết quả không thể thất vọng hơn của câu lạc bộ Long An nếu như nhìn vào những gì họ đã làm được trong quá khứ. Điều mà huấn luyện viên Minh Phương cần làm cho các học trò của mình trong lúc này có lẽ đó chính là tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trước mọi đối thủ. Ở lần làm khách gần nhất tại Lạch Tray, đội bóng của ông đã chịu thất bại 5-0. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Long An diễn ra lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Thất bại trước FLC Thanh Hóa tại vòng đấu trước khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí 8 trên bảng xếp hạng. Tuy đã có sự trở lại của Đỗ Melo, tuy nhiên chân sút vượt nhập tịch Việt Nam lại không cho thấy được sự hiệu quả cần thiết trong những trận cầu quan trọng. Ở vòng đấu này họ sẽ có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội ngay tại sân nhà. Tuy nhiên những thống kê cho thấy trong những mùa giải gần đây đội bóng thủ đô luôn có điểm khi rời Đà Nẵng. Đặc biệt ở thời điểm này, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có phong độ cao tại V-League. Những chân sút trên hàng công của họ đang thi đấu rất hiệu quả. Nguyễn Văn Quyết với bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Hải Phòng đã chính thức lọt vào top 10 chân sút hàng đầu lịch sử V-League với 68 pha lập công. Rõ ràng cuộc chạm trán sắp tới sẽ rất hấp dẫn khi SHB Đà Nẵng đang cần điểm và câu lạc bộ Hà Nội lại không muốn hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hà Nội diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Sôi động, kịch tính và đa dạng màu sắc. V-League đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Những trận cầu không khoan nhượng, những màn đấu trí cần não và những cuộc đua ngày một hấp dẫn hơn qua từng vòng đấu.
thưởng thức đỉnh cao bóng đá Việt với V-League 2017 và đồng hành cùng VPF Media để tìm ra nhà vô địch. Toyota V-League 2017, trực tiếp, trọn vẹn và sinh động nhất trên VPF Media. Với sự cố gắng đổi mới trong giai đoạn lượt về, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu cho thấy họ đi đúng hướng với những bản hợp đồng chất lượng. Tân binh Da Silva và Đặng Văn Robert ngay lập tức tỏa sáng bằng những pha lập công trong cuộc đối đầu quan trọng với câu lạc bộ Long An. Tuy nhiên, tại lượt đấu này, họ sẽ tiếp đón FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đang có phong độ không thể tuyệt vời hơn tại mùa giải năm nay, và ở cuộc đối đầu sắp tới, họ sẽ có chuyến làm khách được đánh giá dễ thở tại sân vận động Thống Nhất. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và FLC Thanh Hóa diễn ra lúc 17:30 ngày 28 tháng 6 năm 2017. Thất bại tại Pleiku khiến tình thế trở nên khó khăn cho đội bóng đất thủ khi ở những vòng đấu gần đây. Họ liên tiếp mất điểm trong cuộc đối đầu với những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua chủ hạng. Điểm sáng duy nhất của Becamex Bình Dương chính là Nguyễn Anh Đức, khi tiền đạo đội trưởng của họ đang có phong độ rất tốt khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại mùa giải năm nay. Câu lạc bộ Sài Gòn chính là đối thủ tiếp theo mà Bình Dương phải vượt qua. Tân binh của V-League đang tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ tư, cùng với đó là màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn từ các bản hợp đồng mới. Chúng ta cũng nên làm quen dần với cái việc các huấn luyện viên Việt Nam làm cách chuyên nghiệp. Chúng ta đừng phụ thuộc vào bất kể một cá nhân nào. Đối với đội bóng Sài Gòn, tôi mong muốn là xây dựng cái cách đó. Bất kể cầu thủ nào cũng có thể, đều có thể tham gia vào trận đấu. Và khi họ vào sân thì tôi chỉ muốn nhìn thấy họ chơi bóng thế nào thôi. Chứ không quan trọng là họ có tên là gì, hay là họ là cầu thủ nước ngoài hay là cầu thủ nội. Rõ ràng đây sẽ là cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Trận đấu giữa Becamex Bình Dương và câu lạc bộ Sài Gòn diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Thất thua ở những phút cuối nhờ bàn thắng của Quách Tân tại vòng đấu trước, đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang cho thấy hàng phòng ngự của họ thực sự có vấn đề trong mùa giải năm nay. Ở vòng đấu thứ 15, đội bóng đất mỏ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Sanna Khánh Hòa. Thay cho huấn luyện viên Võ Đình Tân vừa nhận thất bại 0-3 ở vòng đấu trước, đội bóng phố biển chắc chắn sẽ rất thận trọng trong cuộc đối đầu này nếu như không muốn tiếp tục đón nhận thêm thất bại nữa. Trận đấu giữa Thang Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa diễn ra lúc 18 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017. Sau đây là những thống kê đáng chú ý, cùng với đó là những danh sách cầu thủ phải nhận án phạt tại vòng đấu thứ 15 V-League 2017. Mini game tuần này đã đến rồi, sau đây sẽ là đáp án của số trước, cùng với đó là câu hỏi của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. What is this dirty moonshine of which you speak? Tham gia mini game đội hình bắt tên cầu thủ. Comment đáp án của bạn kèm một số gồm hai chữ số, cùng ảnh chụp màn hình chứng minh bạn đã subscribe kênh YouTube của VBF Media. Hoặc chương trình chứa mini game trên fanpage, YouTube hay trang web VBF Media. Đồng thời like và chia sẻ link đó trên Facebook. Một trái bóng Galaxy UHV 2.07 được sử dụng chính thức trong V-League trị giá 1.200.000 đồng sẽ thuộc về khán giả có câu trả lời đúng, cùng con số may mắn trùng hoặc gần nhất với kết quả quay random vào 12 giờ trưa thứ hai tuần kế tiếp. Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh cho khán giả đã thực hiện đúng và đầy đủ những yêu cầu trên. Chúc các bạn may mắn!